Như truyền hình nhân dân đã đưa tin, khoảng 4 giờ sáng nay trên quốc lộ 34 tại dốc Tả Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang đã xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng vùi lấp nhiều phương tiện đang tham gia giao thông. Hiện các lực lượng vũ trang và Ban Chỉ huy Phòng chống cứu nạn cứu hộ tỉnh Hà Giang vẫn đang tiếp tục tìm kiếm những nạn nhân bị mất tích. Vụ tai nạn tại dốc Tả Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang làm vùi lấp một xe ô tô chở khách chạy tuyến Hà Nội, Cao Bằng. Tính đến thời điểm chiều ngày 13 tháng 7, lực lượng chức năng đã cứu sống thành công 4 người bị thương và tìm thấy thi thể của 10 nạn nhân tử vong. Theo nhân chứng tại hiện trường cho biết, đoạn đường này trước đó vừa bị sạt lở khoảng 10 phút, nhưng các phương tiện vẫn tiếp tục đi qua và xảy ra tai nạn đáng tiếc. Khi vào hiện trường thì tại cái điểm thứ nhất tôi tiếp cận thì là có 3 nạn nhân, thì trong đó là có một nạn nhân đã tử vong. Thế còn cái điểm thứ hai thì có một nạn nhân là nam giới thì cũng đã tử vong. Đấy, thế còn mở rộng tìm kiếm xuống khu vực phía dưới thì đưa thêm được 2 người nữa. Thì trước mắt là đầu tiên là phải ổn định tâm lý cho nạn nhân đã. Sau đó là chúng tôi huy động tất cả anh em sử dụng tất cả các biện pháp từ cuốc xẻ, kể cả gậy gộc, kể cả dùng tay không để đào bới đất đá ra và tạo cơ hội cho anh em được thở, dùng nước để rửa mặt cho anh em được thở đã. Sau đó là động viên tinh thần cho anh em và huy động tất cả mọi người bằng mọi biện pháp, bằng mọi cách nhanh nhất để có thể đưa được em ra khỏi cái vị trí. Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang đã khẩn trương huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn 877, cơ động hành quân đến điểm bị sạt lở, phối hợp với lực lượng, tổ chức đào bới đất đá, tìm kiếm cứu nạn. Công an tỉnh Hà Giang cùng tất cả quân số từ lực lượng cảnh sát cơ động và cảnh sát phòng cháy chữa cháy mang theo các thiết bị chuyên dụng để thực hiện công tác cứu nạn. Với quyết tâm cao nhất thì lực lượng vũ trang tỉnh Hà Giang sẽ phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiếp tục tìm kiếm các người dân đang vùi lấp ở dưới đất này, thể hiện với tấm lòng của phòng chấp đội tôi quyết tâm kể cả làm ngày, làm cả buổi trưa. Tại hiện trường xảy ra tai nạn, lực lượng cứu hộ cũng đã trục vớt được xe khách cùng với một số phương tiện xe gắn máy khác. Điều đó chứng tỏ vẫn còn nạn nhân bị vùi lấp dưới đống đất đá. Tại hiện trường, bùn đất nhão rất nguy hiểm và gây ra nhiều khó khăn trong công tác cứu nạn. Nhưng với sự quyết tâm của lực lượng chức năng sẽ góp phần nhanh chóng khắc phục hậu quả và giảm thiểu tối đa thiệt hại cho người dân. Thưa quý vị, tính đến 17 giờ ngày hôm nay 13 tháng 7, vụ sạt lở đất kinh hoàng trên tuyến quốc lộ 34 thuộc địa phận tỉnh Hà Giang đã làm 11 nạn nhân tử vong và 4 nạn nhân bị thương. Theo dự đoán của các cơ quan chức năng, số người mất tích hiện vẫn còn nằm trong đống đổ nát và trong đó có cả trẻ em. Hiện chính quyền tỉnh Hà Giang đang tích cực thực hiện các giải pháp tìm kiếm nạn nhân và thông tuyến giao thông. Như truyền hình nhân dân đã đưa tin, sáng ngày hôm nay 13 tháng 7, một vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra tại quốc lộ 34, xã Yên Định, Bắc Mê. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Do khối lượng đất đá quá lớn và thời tiết bất lợi nên dự kiến công tác khắc phục sẽ còn kéo dài. Hiện tỉnh Ủy ban nhân tỉnh Hà Giang đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, máy móc để khắc phục hậu quả và tìm kiếm các nạn nhân. Hiện trường vụ sạt lở tại dốc Tả Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang là khu vực đồi núi cao, độ dốc ta luy lớn. Tại hiện trường, điểm sạt lở dài khoảng 80m, khối lượng đất đá lớn khoảng 2.000 mét khối. Về phương án tiếp cận nạn nhân mất tích, ngoài huy động các phương tiện máy móc có công suất lớn, thì các lực lượng tìm kiếm cứu nạn vẫn tiếp tục dùng các công cụ thô sơ để tìm kiếm các thi thể tử vong. Đối với những nạn nhân mà hiện nay mà chúng tôi chưa xác định được, thì các cái đối tượng hiện nay, các cái lực lượng hiện nay cũng đang đồng bộ triển khai để tiếp tục tìm kiếm. Với cái quan điểm là chúng tôi sẽ xác định cái tọa độ của cái khu vực bị nạn để làm sao mà khoanh vùng và huy động tất cả các cái trang thiết bị từ các cái hộ dân rồi là từ các cái phương tiện xung quanh để chúng tôi đồng thời hỗ trợ. Hiện tại, các lực lượng chức năng tỉnh Hà Giang đã huy động hơn 300 người gồm các lực lượng công an, bộ đội biên phòng, dân quân tự vệ tích cực tìm kiếm người mất tích. Tuy nhiên, theo dự báo đêm nay và ngày mai, thời tiết tại Hà Giang tiếp tục có mưa rông, điều này gây khó khăn cho công tác cứu hộ và khả năng sạt trượt tại hiện trường vẫn tiếp tục. Bây giờ phải bằng các cái phương tiện như máy xúc, máy ủi, máy cuốc của các cái cơ quan doanh nghiệp và hỗ trợ của lực lượng cán bộ chiến sĩ của lực lượng công an tỉnh. Chứ còn bây giờ mà để dùng các cái dụng cụ thô sơ thì rất là lâu, bởi vì số lượng lớn mà rất nguy hiểm.
bởi vì đào bới này nó còn sạt lở, bây giờ nó như nước hết rồi. Với diễn biến phức tạp tại điểm sạt lở, ngoài sự nỗ lực trong công tác tìm kiếm, cứu nạn của địa phương, thì tỉnh Hà Giang cũng rất cần sự hỗ trợ của các bộ ngành trung ương. Chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn thông tin diễn biến của công tác tìm kiếm cứu nạn trong các bản tin thời sự sau. Trưa nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký công điện số 67 yêu cầu tập trung khắc phục sự cố sạt lở đất tại tỉnh Hà Giang và chủ động ứng phó với mưa lũ sạt lở. Công điện của Thủ tướng gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc nhất tới thân nhân các gia đình có người bị nạn, đồng thời yêu cầu Bộ trưởng các bộ Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên Môi trường, Giao thông Vận tải, Xây dựng, Công thương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang và các địa phương tiếp tục khẩn trương khắc phục hậu quả sự cố sạt lở nêu trên, chủ động triển khai công tác ứng phó mưa lũ, sạt lở có thể tiếp tục xảy ra trong thời gian tới. Công điện yêu cầu có liên quan tiếp tục chỉ đạo khắc phục nhanh hậu quả sự cố sạt lở, xác định các trường hợp còn mất tích nếu có, để khẩn trương tìm kiếm cứu nạn, tổ chức cứu chữa người bị thương, chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh kiểm tra, đánh giá, xác định cụ thể nguyên nhân xảy ra sự cố sạt lở để rút kinh nghiệm, tránh xảy ra các sự cố sạt lở tương tự, đặc biệt là vấn đề bảo đảm an toàn giao thông. Công điện của Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Lạng Sơn chỉ đạo cơ quan chức năng chủ động ra soát, kiểm tra, kịp thời phát hiện các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở để chủ động sơ tán, di rời và có phương án bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.